Hoài Lâm trở lại game show sau thời gian vắng bóng. Trong tập 2 của sàn chiến giọng hát mới được công bố tối ngày 16 tháng 9, Hoài Lâm tham gia với vai trò là nhà đấu giá khách mời. Trở lại game show sau một thời gian dài vắng bóng, Hoài Lâm có vẻ khá rụt rè. Trong trích đoạn của tập này, anh dường như bị những nghệ sĩ anh chị bắt chẹt khi anh nói câu nào với thí sinh là bị chọc câu đó. Hoài Lâm không biết nói sao, đành tủm tỉm cười trừ. Được biết, Hoài Lâm sẽ tham gia 3 tập của game show này. Anh đưa ra nhiều nhận xét chuyên môn với những người tham gia chương trình. Từ cách hát của họ, tôi cũng học hỏi được kinh nghiệm cho mình, Hoài Lâm phát biểu. Ngoài Hoài Lâm, tập 2 sàn chiến giọng hát có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Vân, Kim Tử Long, Quang Hà, Đại Nghĩa.